Yeah, vậy là mọi thứ đã xong. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đã trải qua là giai đoạn đầu tiên. Và đến hôm nay thì có lẽ là 99% các sĩ tử đã hoàn thành bài thi của mình. Dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng xin chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xuất sắc và đúng khả năng của mình qua bài thi này. Mình biết là đến giai đoạn này đã có một số bạn có thể đã được xét tuyển thẳng vào trường rồi, qua kiểu như là chứng chỉ IELTS này, hay là bài thi đánh giá năng lực quốc gia, hoặc là xét học bạ. Thì nhân cái dịp này luôn, mình xin phép có một số cái chia sẻ cho mọi người về cái việc sau khi mà chúng ta đã biết kết quả rồi ấy, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những người bạn đồng hành trong cái giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình, đó là laptop. Vậy thì bắt đầu ngay vào video nhé. Mình là Trường, đây là Mark One, bắt đầu thôi. Bản thân mình cũng khá là háo hức khi mà lên video này cho các bạn, bởi vì chính mình cũng đang là một sinh viên và hiện tại mình đang học tại một trường đại học về công nghệ ở Hà Nội. Được một cái là trường của mình ngoài việc mà dạy về công nghệ ra thì còn có một số các ngành khác, ví dụ như là về marketing này, về truyền thông đa phương tiện này, về các ngành kinh tế và có cả báo chí luôn. Đối diện với trường của mình lại là một người trường khác đối diện luôn nhé, học về kiến trúc, học về thiết kế đồ họa rồi rất nhiều thứ. Và ở cách đó không xa nữa thì có một trường về ngoại ngữ. Chính vì học tập tại cái môi trường này mà mình có cơ hội làm quen với rất nhiều bạn ở rất nhiều ngành nghề khác nhau. Và các bạn cũng có một số cái chia sẻ trong cái việc mà lựa chọn máy, và cũng có một số cái câu chuyện xung quanh những cái máy mà các bạn ấy chọn. Và mình sẽ tổng hợp lại, phân tích để cho các bạn xem những người đi trước họ đã chọn máy như thế nào nhá. Đầu tiên, các bạn rất có một cái tâm lý đó là muốn mua một chiếc máy dùng càng lâu càng tốt, thường thì từ khoảng 5 đến 7 năm. Nhưng mà thực tế ra các bạn chỉ học 3-4 năm là xong rồi. Và mình biết tại sao lại có cái tâm lý này, bởi vì là các bạn ấy đã nhận một món quà từ bố mẹ. Chiếc laptop đó là một giá trị rất là cao, và các bạn ấy muốn trân trọng món quà ấy, đồng hành với nó càng lâu càng tốt. Nhưng mà nhìn vào thực tế thì lại khác. Các bạn là người trẻ, các bạn muốn có cái sự mới mẻ hơn trong cuộc sống của mình. Có thể là thời điểm này các bạn nghĩ là các bạn có thể sử dụng nó lâu dài, nhưng mà đến tầm năm 2, năm 3 bắt đầu có cái sự dao động thì các bạn bắt đầu lại muốn đổi máy khác. Hoặc là có một cái trường hợp nữa, đó là khi các bạn đầu vào chọn một cái ngành mà không phải một ngành mình yêu thích, sau đó đến gần cuối học càng ngày càng nản và các bạn muốn đổi sang một ngành khác. Khi đó thì các bạn sẽ cần một chiếc máy khác mà nó đáp ứng được đúng với cái nhu cầu ở cái thời điểm về sau này. Vậy nên các bạn lại không có thể sử dụng được chiếc máy đầu tiên nữa. Và mình chính là một ví dụ trong việc đó. Ở cái năm đầu tiên mình vào đại học thì mình nghĩ là khi mà mình học kinh tế ở trong trường thì mình cũng không nhất thiết phải có một cái chiếc máy nào đấy nó quá là xịn sò, nó chỉ cần mỏng nhẹ và dùng được là được rồi. Và mình đã chọn một chiếc máy tính của MSI, có cái bộ xử lý khá là ok, i5 Gen 11, RAM 8 256, khá là ổn. Nhưng mà cái màn hình của chiếc máy này thì khá là xấu, khi mà độ phủ màu sRGB chỉ là 60% thôi. Và đến khi mà mình bắt đầu quay ra về cái thiết kế đồ họa là một cái mình rất là thích, thì ối rồi ôi, cái màn hình của nó sai màu tùm lum luôn. Và mình đã phải đổi sang một chiếc máy khác, đó là MacBook Air M2 mà các bạn có thể nhìn thấy ở rất nhiều các video trước. Thứ hai, tiêu chí đẹp, sang xịn, bền và nhẹ nhàng. Vốn dĩ thì ai chả thích đẹp. Các mẫu laptop thời điểm hiện tại nói chung thì từ 16 triệu đổ lên đã có rất nhiều mẫu có thiết kế đẹp rồi. Tiêu chí này thì thường có hai trường phái như sau. Thường các bạn về những khoa kinh tế, ngôn ngữ hay là sư phạm, các bạn thì có rất nhiều lựa chọn về máy laptop. Và tiêu chí của các bạn là những cái máy mỏng nhẹ, cấu hình không quá cao. Ví dụ như là những dòng MacBook Air đời cũ, hay là những dòng Asus ZenBook, Surface đời 5-6 gì đó, các máy Surface cũ. Đó là một số máy mà mình nhìn thấy được ở các bạn đó. Trái lại, các bạn về ngành thiết kế đồ họa, công nghệ thông tin, marketing thì mình lại thấy là những chiếc máy gaming và máy chạm lại là những sự lựa chọn rất là nhiều. Có lẽ thì vì yêu cầu bộ xử lý cao hơn hoặc là độ chính xác màu tốt hơn ở trên màn hình. Cùng với đó thì có thể là cần màn hình lớn hơn nữa để code cho nó dễ. Nên là hai loại máy này thường được ưu tiên hơn trong những cái nhóm ngành này. Ở nhóm ngành đầu tiên thì không có quá khó để cho các bạn chọn được một chiếc máy mỏng nhẹ, và đa phần các cái máy các bạn ấy chọn mình thấy khá là ok. Ở phía còn lại thì mình thấy các bạn tương đối là khó khăn. Mình có quen với một bạn nữ học marketing. Bạn ấy có lựa chọn một sản phẩm máy gaming của nhà Acer và bạn ấy có kêu rất là nhiều, kêu liên tục luôn về việc là máy của bạn ấy tuy là khỏe nhưng mà nó rất là nặng và cồng kềnh. Mỗi khi mà bạn ấy mang ra quán cà phê hay là mang lên giảng đường để mà sử dụng ấy thì thật sự là muốn còng cái lưng luôn ấy. Mà đấy là bạn nữ đấy nhá. Nên là cái việc sử dụng cái máy đấy nó cũng hơi bị cục mịch một chút. Về cái thiết kế thì cũng rất là đẹp nhưng mà nó hơi bị nam tính, nên là bạn ấy cũng hơi bị ngại khi mà sử dụng cái máy tính này. Điểm thứ ba là về pin. Đây là một cái điểm mà rất phải gọi là gần như là tất cả những bạn mình đã từng gặp ai cũng kêu vấn đề về pin cả. Nếu bạn về cái nhóm ngành đầu tiên mà đấy mình có nói, các bạn ấy sử dụng máy những cái máy mỏng nhẹ thôi và chip thì hiệu năng thấp nên là không quá tốn điện, nhưng mà sạc lúc nào cũng có ở trong ba lô, bởi vì là cơ bản những cái máy các bạn sử dụng là máy Windows. Và cái việc tối ưu pin cho rất nhiều hãng thì là điều khá là khó. Nên là pin của các bạn ấy thường sẽ rơi vào tầm 2-4 tiếng thôi. Nên là sạc ở trong ba lô luôn là điều đương nhiên rồi. Các bạn về cái nhóm ngành thứ hai mà nãy mình có nói thì may mắn hơn một chút.
khi mà các bạn ý sạc lúc nào cũng cắm vào máy luôn chứ không ở trong ba lô. Bởi vì là máy chạm mà, máy chạm với cả máy gaming ấy thì đa phần là không sử dụng nhiều điện ở trong pin mà sẽ sử dụng điện trực tiếp từ ổ điện luôn, nên là sạc lúc nào cũng cắm vào máy, cứ mang đâu là phải cắm vào đấy luôn. Các bạn ấy cũng kêu bất tiện rất là nhiều khi mà lên giảng đường ấy. Mọi người nghĩ là một cái môi trường nó rộng hơn trường cấp 3 của mình, lớp học nó cũng lớn hơn, nó sẽ nhiều điện hơn, nhưng mà không. Một cái lớp học tính chỉ 40-50 người, nhưng mà trong đấy chỉ có 4-5 cái ổ điện thôi, mà mất tầm 10% thôi. 10% người mang máy tính đi là cũng không có chỗ để mà cắm ổ điện nữa rồi. Nên là việc pin cũng là một cái rất là quan trọng khi mà các bạn lựa chọn một chiếc máy đấy nhá. Bởi vì cái vấn đề này ai cũng kêu với mình luôn, chứ không riêng bất kỳ một nhóm ngành nào cả. Đó là 3 điểm và cũng là 3 vấn đề mà các bạn nên lưu tâm trong việc mà lựa chọn một cái laptop. Và bây giờ sẽ là các yếu tố mà mình đề ra cho mọi người khi mà lựa chọn một chiếc laptop nhá. Điểm đầu tiên, giá cả không phải là tất cả. Tâm lý của các bạn khi mà mua một chiếc laptop thì luôn muốn là tiết kiệm tiền nhất có thể. Bởi vì là lên đại học có ti tỉ thứ bố mẹ các bạn phải lo mà. Tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền học, tiền giáo trình, tiền rất nhiều thứ. Tiết kiệm là một điều rất là tốt. Nhưng mà có một cái phách như thế này, và mình nghĩ không chỉ bố mẹ mình đâu, mà tất cả bố mẹ đều như thế thôi. Luôn muốn con là lựa chọn một chiếc laptop tốt nhất có thể để có thể phục vụ cho việc học, thuận tiện nhất trong việc mang đi mang lại, để tránh phải đè nặng quá nhiều lên trên cái đôi vai mà rất nhiều giáo trình như thế. Và có điểm này rất là đúng, mình cũng khá là ủng hộ, và đến bây giờ mình mới ủng hộ, bởi vì ngày trước mình cũng nghĩ giống các bạn. Bố mẹ lựa chọn như thế bởi vì là bố mẹ muốn các bạn có một cái trải nghiệm tốt nhất khi mà dùng máy trong quá trình học tập, để không bị sao nhãng đi. Giả dụ như bạn sử dụng một chiếc laptop mà pin của nó quá yếu, bởi vì là bạn mua một chiếc máy giá rẻ pin yếu, xong sau đó bạn lên lớp bạn học hết pin, tắt cái ngủ đi thì học hành gì nữa, đúng không? Đấy, nó một yếu tố nhỏ như thế thôi, nhưng có thể ảnh hưởng đến khá là nhiều về sau. Nên là hãy lựa chọn laptop một cách thoải mái nhất, đạt đúng cái nhu cầu của các bạn, để cho mình không bị nuối tiếc nhá. Bố mẹ sẽ có quan điểm là thà mua đắt mà dùng được tốt, còn hơn là mua rẻ mà cứ đi chắp vá nhiều. Các bạn cứ hỏi bố mẹ bạn xem, kiểu gì cũng sẽ nói như thế. Hợp lý. Vấn đề tiền đầu tiên đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái yếu tố chung cho tất cả các dòng máy trước khi chúng ta chia ra từng đối tượng nhá. Và yếu tố chung này đó là pin. Tại sao không phải là CPU, không phải là RAM, không phải là ổ cứng mà lại là pin? Bởi vì ban nãy trong 3 câu chuyện mình có kể bên trên thì pin là cái mà tất cả mọi người đều kêu. Vậy nên những cái chiếc MacBook khi mà đã được sử dụng chip M1, M2 là con chip do Apple tự làm, cùng với đó có thêm macOS nữa, thì thời lượng sử dụng pin ít thì 8 tiếng, nhiều thì 10, 12 tiếng, nhiều hơn nữa thì là 15 tiếng. Cái chuyện đấy nó rất là bình thường luôn. Đây, MacBook Air M2 mình sử dụng để mang đi học, mang đi mang lại rất là nhiều, nhưng mà nó rất là thoải mái cho việc mình sử dụng luôn. Khi mà một ngày dài đi học, trở về nhà bắt đầu cắm sạc vào, pin vẫn còn 14-15%, như thế thì mình cũng không có cái gì để lo lắng và sử dụng rất thoải mái luôn. Ok nhá, đó là tiêu chí chung. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả các yếu tố riêng cho từng ngành học. Đối với nhóm ngành đầu tiên, các bạn học về kinh tế, ngôn ngữ, sư phạm, marketing, các bạn thì thường ở trong những các nhóm ngành này sẽ sử dụng các phần mềm cơ bản thôi, kiểu Word, Excel, PowerPoint, hay là có sử dụng thêm Chrome để research các cái dữ liệu nữa để mà chúng ta tìm thông tin về làm bài ấy. Thì các cái phần mềm này nó rất là cơ bản, gần như là không có cái gì là quá nặng khi mà các bạn sử dụng máy cả. Vì vậy nên các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu máy mà mỏng nhẹ, ví dụ như kiểu MacBook Air M1 là một mẫu máy cực kỳ mỏng nhẹ và có con chip M1 bên trong. Chip M1 thì các bạn thoải mái đi, những phần mềm bên trên thì không là gì đối với cả chip M1 đâu. Máy có thể xử lý hoàn toàn tốt tất cả các công việc đó trong suốt quá trình học của bạn và không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Riêng với cả marketing thì sẽ có hơi đặc thù hơn một chút khi mà các bạn có thể sử dụng thêm đó là Photoshop, AI hoặc là Premiere của bộ Adobe để các bạn có thể làm các cái ấn phẩm trong các project của các bạn, hoặc là chỉnh sửa thêm một số các cái video để nộp cho giảng viên. Nhìn chung thì kể cả về Photoshop hay là AI là một cái việc mà nó cũng có cái sức nặng hơn một chút. Tuy nhiên thì đối với con chip M1 thì điểm này đã cân rất là tốt cho những cái công việc đó rồi. Ngoài ra nữa thì Apple luôn luôn đề cập đến các cái phần mềm này khi mà họ giới thiệu các sản phẩm của họ, thì chứng tỏ rằng khi mà các bạn sử dụng các cái phần mềm kiểu Photoshop AI đó thì các bạn dùng thoải mái luôn, đừng lo lắng gì cả. Hai mẫu máy mình sẽ recommend cho các bạn trong nhóm ngành này đó là MacBook Air M1 và Pro M1 bản 13 inch. Màn hình độ phân giải rất là cao mà chip M1 chưa hề đuối một chút nào trong bất kỳ công việc nào mình vừa nói bên trên. Cộng thêm có cả pin rất trâu, từ 8 đến 10 tiếng, thì có khi đi học từ sáng đến tối, có khi các bạn đến lúc đó bắt đầu về vẫn còn xem được vài cái phim Netflix nữa, rồi bắt đầu mới phải cắm sạc cơ. Về RAM thì 8 đã đủ cho các bạn. Các bạn có thể xem một số các cái bài review cho rằng RAM 8 thì bây giờ rất là đuối, không thể sử dụng được nhiều và các bạn sẽ rất là bị gò bó trong việc sử dụng RAM 8. Nhưng mà chính mình khi mà sử dụng RAM 8 đây, MacBook Air M2 8256 sử dụng rất là bình thường. Với những cái công việc về Chrome với cả về Word, Excel, PowerPoint, Photoshop thì nó cân tất, sử dụng thoải mái. Các bạn có thể mở tất cả lên cùng một lúc luôn cũng được. Miễn sao là cái lượng data ở bên trong nó không quá là nặng, và mình nghĩ là nó cũng không nặng đâu, bởi vì đa phần các bạn chỉ là làm tìm kiếm thông tin thôi mà,
nên là không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà các bạn có cái sự dư giả hơn về kinh tế thì chọn lên RAM 16 để chơi cho nó lâu dài cũng được, mình không cản nhá, có thể lựa chọn nếu các bạn có tiền. Đối với nhóm ngành về thiết kế đồ họa hay là xây dựng thì điểm quan trọng ở trong nhóm ngành này sẽ cần về một chiếc máy có cái bộ xử lý thật là tốt và cái màn hình có độ chuẩn màu thật là cao nhá. Còn về các bạn học về thiết kế đồ họa, học về xây dựng thì các bạn rất là may mắn khi mà bây giờ chúng ta có MacBook Pro 11, MacBook Pro 12 bản 13 inch. Các bạn có thể sử dụng những chiếc máy này bởi vì nó có nhân 8 nhân GPU đến 10 nhân GPU để cho các bạn có thể làm các cái ấn phẩm trong quá trình học tập này, hoặc là có thể dựng đồ họa 3D cơ bản trong quá trình học. Ngoài ra nữa thì bây giờ các bạn có cả MacBook Air 15 inch nếu như các bạn cần màn hình to hơn để mà sử dụng. Màn hình 15 inch này có thể giúp chúng ta mở rộng cái tầm nhìn hơn. Cùng với đó nữa, cái nhân đồ họa ở bên trong cũng giống như cả với Pro M2 bản 13 inch luôn. Nên là tất cả cái công việc ví dụ như là làm trên Photoshop AI này thôi mình không nói nhá, bạn em mình nói rồi. Về AutoCAD chẳng hạn, các bạn cũng có thể làm trên chiếc máy này luôn và hoàn toàn thoải mái, bởi vì bây giờ AutoCAD đã có hỗ trợ trên MacBook rồi đấy. Bonus cái nữa, màn hình của tất cả các mẫu MacBook đều rất là đẹp. Vậy nên là cái độ chuẩn màu tốt này, màn hình đẹp sắc nét này phục vụ cho các bạn rất là tốt khi mà đang học, đặc biệt cho các bạn về thiết kế đồ họa luôn đấy nhá. Mà đa phần khi mà các bạn xem về các kênh YouTube làm về đồ họa thì gần như 80-90% mọi người đều dùng MacBook. Vì vậy không có lý do gì mà lựa chọn MacBook nữa đúng không? Còn với anh em mà miệt mài fix bug thì sao nhỉ? RAM này, bộ xử lý tốt này, hay là về màn hình lớn này là những yếu tố rất quan trọng cho anh em đấy nhá. Và cái RAM sẽ là một cái mình cần phải lưu ý cho mọi người. Bởi vì là RAM thì đối với các nhóm ngành này thì tốt nhất là nên có cái RAM từ 16GB trở lên. Để về sau khi mà các bạn có cần phải chạy máy ảo ấy thì cái lượng RAM này nó là tương đối đủ để cho các bạn có thể làm việc được rồi. Như vậy thì sẽ có hai mẫu MacBook tiết kiệm và hợp lý cho mọi người. Đó là MacBook Pro 2019 bản 16 inch và MacBook Air 15 inch 2023. Hai mẫu máy này thì có màn hình rất là lớn, một cái là 15.2, một cái là 16.2 inch. Vì vậy nên yếu tố màn hình đã được giải quyết. Còn về cái việc bộ xử lý của máy, những cái chiếc máy Pro 2019 16 inch ấy, sử dụng chip Core i7 hoặc là Core i9, sung khá là cao, từ 2.6 trở lên cơ. Nên là bây giờ làm về công nghệ thông tin cũng rất là tốt. Chỉ có một cái nhược điểm duy nhất của chiếc máy này đó là nó nóng khá là nhanh và pin hơi đuối. Nên là mọi người cân nhắc cái chiếc máy này nhá. Còn về MacBook Air 15 inch thì sao? Chiếc máy này thì hoàn hảo luôn, màn hình to, pin tốt, chip khỏe. Và cái điểm duy nhất đó là tiền to thôi, nhưng mà đừng quá lo lắng về tiền, ở đây mình có nói rồi. MacBook Air 15 inch sẽ là hoàn hảo nhất. Tiếp đến thì sẽ là MacBook Pro 2019 16 inch nhá. Và yếu tố cuối cùng cũng là yếu tố quan trọng nhất, và đây sẽ là lời khuyên chân thành của mình dành cho các bạn. Đó là hãy cố gắng xác định từ đầu ngành học mà mình mong muốn theo đuổi trong tương lai nhá. Nghe thì có vẻ không liên quan lắm, nhưng mà khi mà mọi người có thể lựa chọn được một ngành học tốt nhất có thể thì mọi người sẽ đi với nó cùng với đam mê của mình ấy. Đi với nó từ đầu đến cuối để học hành một cách tốt nhất. Sau đó ra trường và bắt đầu làm việc. Từ đó thì các bạn có một cái chuỗi dài sử dụng một chiếc máy thôi, phù hợp đúng nhu cầu từ đầu đến cuối. Như vậy sẽ ít khi phải đổi máy và tiết kiệm tiền hơn cho bố mẹ. Mình biết là điều này rất là khó, bởi vì là có thể trong quá trình học các bạn có thể dao động sang một ngành khác hay là có tư tưởng chán nản hay gì đó. Nhưng mà khi mà các bạn đặt bút lên tờ nguyện vọng, hãy cố gắng phân tích xem liệu ngành này mình có thích hay không, liệu ngành này trong tương lai nó có cơ hội gì hay không, và liệu các bạn có thể trải qua được những cái thử thách tôi dành cho bản thân để mà phục vụ cho cái ngành học của mình được hay không nhá. Hãy cố gắng lựa chọn tốt nhất có thể trong khả năng của mình là được. Rồi, trên đây là những chia sẻ của mình về những câu chuyện đời sinh viên khi mà lựa chọn laptop và những yếu tố để có thể lựa chọn một chiếc laptop tốt nhất. Những bạn nào mà đã có cái kết quả xét tuyển rồi, đã được vào đại học rồi thì có thể là bắt đầu đi lựa chọn laptop MacBook ở Mac One rồi nhá. Còn nếu như những bạn nào mà bắt đầu bây giờ mới đặt bút vào tờ nguyện vọng và cần phải chờ thêm một thời gian nữa thì có thể lưu video này lại, hoặc là nếu như các bạn nào đã đỗ đại học rồi thì có thể là chia sẻ lại video đó cho các bạn kia để có thể là lựa chọn MacBook, lựa chọn máy tính một cách tốt nhất nhá. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.